Triển lãm ô tô quốc tế Bangkok BIMS 2024 được xem là sự kiện hàng đầu trong ngành công nghiệp ô tô ở khu vực Đông Nam Á. Triển lãm sẽ diễn ra trong vòng 12 ngày từ 27/3 đến ngày 7/4/2024. Theo thông tin từ ban tổ chức BIMS 2024, tổng diện tích khuôn viên toàn triển lãm lên tới 76.000 m², phần lớn dành cho các gian trưng bày chính. Các khu vực còn lại bao gồm đường chạy thử và khu vực trưng bày linh kiện, phụ tùng, nằm ở bên ngoài. Tại triển lãm ô tô quốc tế Bangkok 2024, VinFast là cái tên gây chú ý nhất khi lần đầu xuất hiện, thu hút bởi khu vực trưng bày hoành tráng diện tích lên tới 629 m² với đầy đủ giải sản phẩm. Sự gia nhập của VinFast vào thị trường Thái Lan được nhiều kênh truyền thông cũng như người tiêu dùng địa phương quan tâm. Truyền thông Thái Lan choáng ngợp với giải sản phẩm xe điện VinFast. Hàng loạt đầu báo lớn tại Thái Lan cũng đã gọi hãng xe điện Việt là một hiện tượng. Hành trình phát triển thần tốc của VinFast đã tạo nên chấn động trong ngành công nghiệp ô tô thế giới là khẳng định của tờ Checkraka. Cũng theo tờ Checkraka, việc thâm nhập thị trường Thái Lan là một phần trong chiến lược mở rộng toàn cầu của VinFast. Hãng xe điện Việt Nam được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những tên tuổi dẫn dắt thị trường xe điện đang phát triển nhanh chóng ở Thái Lan, tờ báo uy tín này nhận định. Tạp chí Positioning cho rằng, VinFast đã được tiếp sức nhờ lĩnh vực sản xuất đang phát triển của Việt Nam và quyết tâm xây dựng ngành công nghiệp ô tô nội địa. Tờ này đánh giá, quyết tâm phát triển xe điện của VinFast cũng phù hợp với xu hướng đang bùng nổ trên toàn cầu, đó là chuyển đổi lĩnh vực giao thông vận tải theo hướng bền vững. Trước sự gia nhập của VinFast vào thị trường Thái Lan, mới đây kênh đánh giá xe uy tín của Thái Lan là Autolife Thái Lan đã đăng tải một video cận cảnh các mẫu ô tô điện VinFast tại triển lãm ô tô quốc tế Bangkok 2024, thu hút sự quan tâm từ khách hàng. Trong video, người đánh giá tập trung vào mẫu bán tải điện VinFast VFY, cho biết rất ấn tượng với ngôn ngữ thiết kế đặc trưng, cũng như khen ngợi kích thước lớn, dài tới hơn 5 m, của phương tiện. Nội thất bên trong VinFast VFY được đánh giá cao với nhiều công nghệ hiện đại, màn hình lớn, vô lăng thiết kế đẹp. Bên cạnh đó, reviewer cho biết rất thích tính năng gương chiếu hậu dạng camera và tính năng mở rộng thùng xe phía sau, mong muốn nó được đưa lên bản thương mại. Theo đại diện VinFast, hãng muốn gia nhập thị trường xe bán tải tại Thái Lan, một mảnh đất vốn đã rất màu mỡ với nhiều mẫu xe xăng, để mang lại một sự lựa chọn đầy tương lai đến với người dùng. VFY dự kiến sẽ ra mắt thị trường vào năm 2025. Tiếp tục với các phương tiện khác của VinFast, kênh Autolife Thái Lan đánh giá VinFast VF5 và VinFast VFE34 mang thiết kế khá bắt mắt, nhiều khả năng sẽ cạnh tranh với xe điện Trung Quốc BYD Dolphin, một mẫu crossover đang bán rất chạy tại Thái Lan. Những mẫu xe còn lại gồm VinFast VF3, VF6, VF7, VF8, VF9 đều nhận được những lời đánh giá tích cực. Tuy nhiên, vì xe chưa được mở cửa để xem chi tiết nội thất cũng như chưa thử vận hành, nên người đánh giá cho biết rất mong đợi được sớm có cơ hội trải nghiệm trực tiếp. Kênh review xe Autolife Thái Lan cho rằng nếu muốn thành công ở thị trường Thái Lan, VinFast sẽ cần thỏa mãn 3 yếu tố bao gồm giá cả phải chăng, chất lượng xe tốt cùng chính sách hậu mãi ổn định. Cộng đồng mạng Thái Lan nói gì? Bên dưới phần bình luận các bài báo, video review đánh giá, nhiều người dùng Thái Lan đã dành lời khen cho giải sản phẩm ô tô điện của VinFast. Một tài khoản cho biết, tất cả các mẫu xe đều có thiết kế đẹp, ấn tượng, tuy nhiên người dùng sẽ cần tham khảo mức giá và chất lượng để biết liệu nó có đáng mua. Trong khi đó, một người dùng khác chia sẻ, việc gia nhập thị trường xe bán tải Thái Lan có thể coi là một bước đi hợp lý. Dù vậy, VinFast sẽ cần tạo ra những lợi thế về công nghệ, giá cả và hậu mãi. Một tài khoản mạng xã hội khác đã mách nước cho VinFast rằng giá xe bán tải điện VinFast VFY cần ở mức không quá 1 triệu bạt, tương đương 680 triệu đồng, để bán chạy. Bởi vì thực tế các đối thủ cạnh tranh cũng đã và đang phát triển xe bán tải điện. Đánh giá về tiềm năng của hãng xe Việt tại xứ sở Chùa Vàng, một ý kiến cho rằng VinFast rất táo bạo khi tiến vào thị trường Thái Lan với rất đa dạng rất phân khúc. Đây có thể là một bước ngoặt đáng mong chờ. VinFast đã mở mạng lưới hợp tác với 15 đại lý Thái Lan. Trong khuôn khổ triển lãm ô tô quốc tế Bangkok BIMS 2024, VinFast chính thức ký kết ý định thư hợp tác với 15 đại lý đầu tiên tại Thái Lan. Đây là dấu mốc quan trọng trong việc mở rộng mạng lưới phân phối và nâng cao sự hiện diện của VinFast, khẳng định vị thế cũng như sức hút của thương hiệu Việt Nam tại thị trường ô tô hàng đầu khu vực. Theo thỏa thuận, VinFast và các đại lý sẽ tích cực làm việc để hướng tới khai thác 22 showroom, tập trung ở những tuyến đường lớn tại vùng đại đô thị Bangkok. Với tỷ lệ giao thông điện hóa cao và cơ sở hạ tầng trạm sạc phát triển,
Đây là khu vực mũi nhọn trong chiến lược mở rộng của VinFast tại thị trường Thái Lan nhằm tận dụng lợi thế từ giải sản phẩm xe điện đô thị đa dạng. Đồng hành với VinFast trong những dấu mốc đầu tiên tại thị trường, các đại lý hàng đầu Thái Lan nhận thấy cơ hội từ xu thế giao thông bền vững qua việc hợp tác cùng những thương hiệu xe thuần điện như VinFast. Uy tín thương hiệu và giải sản phẩm đa dạng của VinFast cũng củng cố niềm tin của các đại lý vào triển vọng kinh doanh của hãng xe điện Việt Nam. Ngoài thủ đô Bangkok và 5 tỉnh lân cận thuộc vùng đại đô thị, mạng lưới đại lý của VinFast cũng sẽ mở rộng sang các thành phố lớn như Chiang Mai, Khon Kaen, Ubon Ratchathani, Ayutthaya và Chonburi. Việc ký kết thành công với 15 đại lý mở ra cơ hội khai thác tiềm lực to lớn tại Thái Lan, một trong những thị trường ô tô hàng đầu khu vực. Bước đi này cũng phù hợp với mục tiêu mở rộng mạng lưới bán hàng trên toàn cầu, tăng trưởng doanh thu và tối ưu chi phí của VinFast trong năm 2024. Các đại lý tại Thái Lan dự kiến kinh doanh mẫu VinFast VFE34, VF5, VF6 và VF7 trong giai đoạn đầu, ngay sau khi những mẫu xe này ra mắt tại thị trường. Thời gian nhận đặt hàng, giá cả và chính sách hậu mãi sẽ được chính thức công bố trong năm 2024. Ngoài ra, các đại lý Thái Lan cũng sẽ kinh doanh các sản phẩm xe máy điện của VinFast. Thông qua hệ sinh thái xe điện toàn diện và các giải pháp di chuyển xanh đa dạng, thông minh, VinFast sẽ đáp ứng trọn vẹn nhu cầu di chuyển linh hoạt và thân thiện với môi trường của người tiêu dùng Thái Lan. Bà Vũ Đặng Yến Hằng, Tổng Giám đốc VinFast Thái Lan, chia sẻ hợp tác với những đại lý uy tín và giàu kinh nghiệm về cả năng lực bán hàng lẫn chăm sóc khách hàng. VinFast mong muốn nhanh chóng mang đến cho người tiêu dùng những giải pháp di chuyển điện hóa thông minh với trải nghiệm thú vị và an tâm. Thỏa thuận hợp tác sẽ nâng cao sự hiện diện và trở thành bệ phóng vững chắc cho đà phát triển tương lai của VinFast tại thị trường Thái Lan. VinFast cũng đặt mục tiêu mở rộng mạng lưới phân phối xe điện phủ khắp các thành phố lớn của Thái Lan, bắt nhịp với cuộc cách mạng giao thông xanh mạnh mẽ của đất nước và trên toàn cầu. Việc nhanh chóng mở rộng mạng lưới đại lý đã khẳng định vị thế và khả năng bứt tốc mạnh mẽ của VinFast tại thị trường Thái Lan. Khởi đầu này cho thấy tiềm lực phát triển to lớn của VinFast và củng cố vị thế dẫn dắt của hãng xe điện Việt Nam trong làn sóng chuyển đổi xanh trên khu vực và toàn cầu. Theo kế hoạch, trong năm 2024, VinFast sẽ mở rộng hoạt động tại tối thiểu 50 quốc gia trên thế giới. Bên cạnh các thị trường trọng điểm như Mỹ, Canada và châu Âu, VinFast đang mạnh mẽ tiến ra những quốc gia láng giềng trong khu vực châu Á như Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan, Philippines cùng khu vực Trung Đông và châu Phi. Ngoài Việt Nam, VinFast cũng xúc tiến xây dựng nhà máy sản xuất xe điện ở Mỹ, Ấn Độ và sẽ xây nhà máy tại Indonesia. Hé lộ thêm thông tin về tình hình hoạt động của VinFast, Chủ tịch VinFast Lê Thị Thu Thủy cho biết, thành thật mà nói, đây là cơ hội để một công ty Việt Nam như VinFast trở thành công ty toàn cầu khi ngành xe hơi trải qua giai đoạn biến đổi về cấu trúc. Chủ tịch VinFast cũng chia sẻ rằng VinFast đã có kế hoạch hòa vốn vào năm 2025. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Để tìm hiểu thêm những thông tin khác liên quan tới các vấn đề về thị trường, kinh tế, doanh nghiệp, mời quý vị truy cập vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.kinhtechungkhoan.vn để theo dõi. Nếu thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Tòa Soạn có thêm động lực sản xuất nhiều video hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!